Mua bán xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Ngày hôm nay thì kênh mua bán xe cũ sẽ cập nhật nhanh cho anh chị và các bạn thông tin về chiếc xe Toyota Land Cruiser Prado phiên bản VX, sản xuất là năm 2020, có ngoại thất trắng, nội thất ghế da màu kem, rất là đẹp. Đang có mặt tại cửa hàng Việt Nguyên Auto, địa chỉ đơn vị là số 57-59-61 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội. Sẽ luôn cam kết đầy đủ cho anh chị và các bạn các hạng mục xe không đâm va, không ngập nước, bao check test mọi nơi cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Ở phần đầu xe thì nổi bật với những các chi tiết hệ thống đèn chiếu sáng dạng bi, dải đèn LED, rồi là mâm thì trang bị mâm hợp kim. Những phần mặt ca lăng của chiếc xe thì nó trang bị cho anh chị và các bạn những cái phần to bản, tạo lên cho cái phần đầu xe nó nhìn trông nó bề thế mạnh mẽ. Mâm thì đây của chiếc xe anh chị có thể tham quan. Với những lốp lap của chiếc xe thì nó vẫn giữ được độ đẹp, một dàn lốp liền đời anh chị nhé, đến lốp của chiếc xe đây. Đấy, thông tin thông số của chiếc xe thì em luôn công khai rõ ràng. Ba chủ cũng đã lên cho chiếc xe như là hệ thống cam 360, màn hình, hệ thống cảm biến áp suất lốp cũng được trang bị đầy đủ rồi. Đây là những cái phần như là hệ thống bóng đèn hậu của chiếc xe chị có thể nhìn qua. Các chi tiết dù là nhỏ nhất của chiếc xe thì em cũng sẽ quay đầy đủ cho anh chị và các bạn. Ở phần đuôi thì nó có những tính năng an toàn như hệ thống cảm biến cam đùi, đèn cảnh báo gạt mưa. Phần lốp sơ cua của chiếc xe đây vẫn còn rất là mới anh chị nhé. Gầm bệ của chiếc xe, tất cả các chi tiết vẫn giữ được độ hoàn hảo. Với phần mở cửa cốp này thì nó sẽ có hai kiểu, đó là mở chân kính hoặc là anh chị và các bạn có thể là mở kéo ngang. Mở kéo ngang thì nó sẽ mở được tổng thể hơn. Cái không gian chứa đồ của chiếc xe thì nó vô cùng rộng rãi khi chị bạn gập hàng ghế thứ ba xuống. Và để đánh giá được cái phần cốp này nó có bị đâm va hay không, anh chị bạn kiểm tra hộ em những đoạn ốc bản lề này và những chi tiết về keo chỉ. Đấy, những phần đinh tán của chiếc xe để mình có thể là đánh giá. Với hàng ghế thứ ba này của chiếc xe nó có chức năng là mở điện và gập điện anh chị nhé. Những cái tiện ích của chiếc xe nó mang lại cho anh chị và các bạn cái trải nghiệm rất là tuyệt vời. Để mở lên thì anh chị bạn phải dịch cái hàng ghế thứ hai kia dịch lên một chút do độ ngả sâu, nên cái hàng ghế thứ ba nó sẽ bị kẹt, nó không lên được đâu ạ. Đấy, tất cả các chi tiết của chiếc xe thì em cũng sẽ quay rõ đầy đủ cho anh chị và các bạn có thể tham quan về cả nội thất và ngoại thất. Với cụm đèn hậu của chiếc xe đây, những cái chi tiết tạo hình cũng rất là nổi bật. Với khối động cơ là 2.7 thì cái mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe nhiều anh chị và các bạn nghĩ nó sẽ hết nhiều, nhưng mà thực tế nó chỉ hết khoảng 15,41 lít cho đường ngoài đô trong đô thị. Còn ngoài đô thị thì nó rơi vào khoảng 6,75 lít. Đường kết hợp thì nó rơi vào khoảng 11,83 lít anh chị ạ. Đây là những phần con ốc bản lề hay là những phần bậc lên xuống ghế ngồi của chiếc xe. Anh chị và các bạn có thể nhìn qua và theo dõi giúp em. Tất cả các chi tiết nó vẫn còn rất đẹp. Trần xe, hệ thống cửa gió điều hòa ở hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba được trang bị đầy đủ. Chính giữa trung tâm là những cái phần điều chỉnh nhiệt độ điều hòa hay là cổng sạc 12V 120W. Và bây giờ em sẽ mời anh chị và các bạn cùng ngắm qua về không gian khoang lái. Với không gian khoang lái của chiếc xe thì ta sẽ nhìn các thông số kính này, hệ thống táp ly cánh cửa và những cái phần keo chỉ. Đấy, tem mác ở cánh cửa nó vẫn có đầy đủ cho anh chị và các bạn check kiểm tra. Đây là những cái phần như này, hệ thống điều chỉnh lên xuống kính một chạm. Phần bậc lên xuống thì đã được ốp bảo vệ chống sức đầy đủ rồi. Đây, vin năm sản xuất của chiếc xe chỉ có thể xem ở đây. Với xuất xứ là Nhật Bản, sản xuất năm 2020, tem mác vẫn còn đầy đủ anh chị nhé. Ghế ngồi thì với hệ thống ghế da màu kem, có trang bị như là hệ thống bệ tì tay này, có tích hợp hộp lạnh này, các chế độ làm mát ghế, gài cầu và màn hình đã được lên màn hình ZTEC rồi. Cảm biến áp suất lốp, vô lăng thì có tích hợp các phím điều chỉnh chức năng, các chức năng cũng rất là thực dụng, dễ vận hành, dễ sử dụng. Độ bền, độ lành của chiếc xe được đánh giá là khá là cao. Xe làm bánh với quãng đường là hơn 4 vạn. Với khối động cơ máy 2.7 hai cầu cho anh chị và các bạn có thể vượt địa hình một cách dễ dàng, các cung đường khó. Đây là những cái phần như máy móc của chiếc xe, chị bạn có thể nhìn qua giúp em. Đấy, tiếng máy của chiếc xe thì nó rất là êm. Các chi tiết về ốc ác, đinh tán, keo chỉ là đều còn nguyên bản hết.
một chiếc xe rất đáng trong cái tầm tiền, nó chỉ khoảng 2 tỷ 180 triệu. Giá thì vẫn còn giảm và thương lượng cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Các bác cần thông tin chi tiết cụ thể về chiếc xe Toyota Land Cruiser VX 2.7 sản xuất là năm 2020, hãy liên hệ theo số điện thoại trên màn hình để nhận được các hỗ trợ tốt nhất. Xe vẫn có hỗ trợ trả góp 70% giá trị xe cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu.